Xin chào khán giả đã quay trở lại với kênh Tuxedo gật gù trên núi. Hôm nay là cùng đoàn mấy anh em là gật gù. Hôm nay được lên rừng lên núi để gật gù đây. Quá gật gù đây, gật gù từ sáng tới giờ. Đấy. Vừa đi vừa gật gù. Khu vực tuần cảnh mà đi vào thì chuẩn luôn nằm thủng. Nằm thủng nhá, đừng nói sang nằm thủng nhá. Anh Sư nhá. Qua. Wow. Đấy. Cuối cùng là anh em ta đến nửa đỉnh dốc rồi nhỉ? Nửa. À. Bây giờ còn tầm bao nhiêu phút nữa thì ta tới được đó em? 15 phút nữa. Thế là 4 lần 15 phút của em. Wow. Nghe chừng là thôi, hôm nay là tiền sự xử sức khỏe các bác nhá. Hôm nay là rèn luyện thân thể, leo đồi. Còn ô tô là đi đường bằng, đường đèo là xe nó khắc leo thôi. Hôm nay là tiền sự leo bằng đúng đôi chân của mình luôn ạ. Đấy. Nào bắt đầu lại tiếp tục hả? Tiếp tục di chuyển nào, bắt đầu là anh em ơi nào. Cuối cùng là đội anh em tiền sự đá leo lên, chặng này chặng nghỉ thứ năm rồi nhỉ? Từ dưới chứ lên. Thứ năm rồi. Hai quả nữa. Ô. Đây. Phái đoàn à. Đây. Mấy anh em hôm nay là mệt quá rồi. Hôm nay thử bằng đúng đôi chân của mình hơi bị mệt các bạn ạ. Mỗi lần toàn ngồi ở trên xe, toàn xe nó cõng rồi. Cái này thấy bảo là lên trên này còn hai quả dốc nữa thì mới lên đến đỉnh. Ai da, đây các bác ơi, đường lên đỉnh xa như thế kia, xuống là hai quả dốc nữa thì thực sự là quá mệt mỏi. Được, phải cố gắng. Đã đi thì không bỏ cuộc các bác nha. Mời các bác theo tiền sự. Đoàn này đang cắm số mo xuống dốc các bác nha. Đang thả mo để cho trôi dốc. Tiếp tục chặng nghỉ của thứ năm rồi các bác. Đến là suối rồi. Wow. Đội đi tuần rừng. Wow. Em thắng hôm nay mồ hôi một kê cũng vã ra hết rồi. Wow. Em tình. Wow. Em lượng cũng đủ nào. Hôm nay các bác là được đấy nhờ. Hôm nay thử sức. Kiểm tra sức khỏe luôn. Wow. Test xem sức khỏe mình còn đến đâu. Có thọ ngang với trời đất hay không? Wow. À. Em ánh bị con vắt chui vào cổ hả? Lúc mình đi chặt núi một con vắt, cậu dưới này nó bấp xuống môi bên này rồi, lúc mở môi nó giết được rồi. Tím chui vào miệng luôn. Trước em đi lấy cái song, vai song ở trên núi này, với cả chui vào trong hẳn trong mắt này thì cắn. Nhìn vào mắt mình sao hôm nay bên mở được, bên này mở không ra, càng ngày lại càng thấy nó chẹt. Làm đi làm về gặp, mấy gặp bà gì đó, ôi dồi ôi, mày dính con rắn, cắn vào trong mắt. Lấy cơm luôn, nó đúng vào môi luôn. Ồ, công nhận là mấy cháu nhỏ này leo ác đấy nhỉ. Sức của mấy cháu nhỏ này mới là bền bỉ đây. Ai à, quá khỏe luôn. Làm hai cái lá này lau mặt mát lắm. Lá hàn em ơi. Lá đấy lá hàn đi. Lá sơn. Lá sơn.
chơi vào phát là nó mẩn ngứa luôn đúng không? Ở đấy khoảng một tiếng nó quay xuống đi ba đây nhà. Các bác lại chặng nghỉ này là chặng nghỉ thứ 6 thứ 7 rồi đó, cứ toàn leo dốc với leo núi rồi. Đấy. Thôi động viên anh em nhá, hát cho bà anh em nghe nhá. Đi mô ta cùng nhớ về năm thuộm. Hay chưa? Nhớ về tính là mình là đi mua, mình nhớ về năm thuộm. Đấy, quay chưa? Đấy các bác ăn dưa đây. Mà leo mọi cẳng cả hai chân. Đấy, thôi không hát nữa. Hát nữa thì họ nhốt vào khoa đấy, các bác. Mỏi mắt. Mỏi mắt, nhìn núi rừng mỏi mắt. Mình không lái được nữa. Nói tiếng kia phải nói ra tiếng đấy chứ nó là như thế. Mồ hôi mà mặn mà như muội. Thôi rồi, động viên là tiền sự động viên cho các bác để các bác vui nhá. Hôm nay ở trong đoàn mình là tất cả là không biết là bao nhiêu người tất cả nhỉ? Mình điểm danh quân số cho em là đủ nhá. Nếu mà về nếu mà còn sót một người là các bác phải đi tìm bằng được nhá. Ai da, cũng được đấy. Hôm nay là mồ hôi mồ kê tiền sự là như đi tắm thác luôn. Áo ướt hết rồi. Tiếp tục leo núi tiếp nha các bác nha. Các bác mời các bác theo là đội anh em nặng thuẫm. Lại lên đường. Lại leo núi. Quá hay rồi. Tiền sự nhìn thấy quả đồi núi này chắc là chùn chân rồi. Chắc không cuốn bước rồi. Nhưng mà quyết tâm. Chắc chắn sẽ thắng lợi các bác nha. Tiếp tục leo leo tiếp. Đấy. Mời các bác tiền sự chân ngắn đi chậm. Mời các mấy bác chân dài ơi đi từ từ thôi chờ tiền sự mấy à. Ô, oh, các bác chân dài này leo ác quá đấy. Wow. Oh. Đấy. Sau một hồi leo núi leo đồi thì tiền sự đá một cùng mấy anh em vào đến ở trong hang. Ở trong này là tối om, toàn đi đèn pin không à. Đấy. Mời các bác theo mấy anh em. Theo tiền sự đồng hành cùng mấy anh em đi vào trong hang động. Hang thì cực kỳ là đẹp luôn, rộng, không gian rộng. Chỗ này mà có điện nữa thì cực cực đẹp luôn á. Phải nói là thiên thần của thiên nhiên ban tặng nha các bác nhé. Đấy. Wow. Ok. Now. So. Đây các bác. Nào mấy anh em làm chụp cái ảnh thông leo nhỉ? Thật sự là đi rất nhiều hang rồi nhưng mà thật sự là hang này có 102 nữa luôn các bác ạ. Hang này tuyệt vời luôn. Có 102 của Việt Nam luôn nhé. Đúng không ạ? Thật sự là đi rất nhiều hang động rồi. Nhưng mà thật sự hôm nay mới nhìn thấy. Ô. Oh. Đây dưới này còn có cái thác nhé. Thác trong hang. Trơn đấy, trơn đấy. Cứ bình tĩnh cùng nhau đi. Anh vừa bị xòe rồi nhưng mà không sao. Đúng không? Ô đây này. Anh em ơi đừng gõ nhá. Đánh ngọng đến các các bậc anh em ở đây. Chỗ này đá nó hơi trơn lắm. Ô đây. Nước luôn. Hoa. Này nước đây. Ô.
nước đẹp luôn, thác thác chảy dưới, nhưng mà thôi đừng xuống mạo hiểm lắm, xuống dưới trơn lắm, mấy anh em ơi đừng xuống dưới nữa. Đây. Tỉnh luôn thôi, thôi không không xuống nữa, con chảy ô đẹp luôn. Vàng đấy, đẹp luôn. Cái này là đúng có 102 của đất nước Việt Nam mình rồi. Ở đất nước Việt Nam mình chắc có cái hàng này đẹp nhất luôn. Không có hàng nào tạo được những cái lần đẹp như này. Nếu mà điện đóm vào trong này nên là có đường lên nữa thì tuyệt đỉnh luôn. Đấy. Hôm nay là anh em ở Nam Thuộc dẫn anh em đi vào trong hang, vào trong thác, thì cố gắng hết sức mình để lên để ngắm lại ở trong này. Thực sự từ nhỏ thì đi rất chi là nhiều hang đâu, nhưng mà thật sự quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Ô đúng rồi, lấy tí nước quá, bỏ hết đại chai ơi, bỏ hết chai nước ở đây uống, lấy nước lọc ở đây uống anh em ơi. Có cái chai AB nào vứt hết đây để lấy nước lọc uống đi. Cầm ra tôi đấy nhá. Nước này uống khỏi đi luôn, nước khoáng. Đồ sau này. Đây. Một vũ nước xanh đen này các bác. Soi rồi. Vũ nước này to đấy nhờ. Chưa ai dám bơi vào đây lặn. Vũng nước này bơi được ấy. Vào bên trong không biết là nó có sâu nữa. Ui, vào trong còn sâu nữa. Đây này, mình soi hết cái đèn pin này không nhìn thấy hết. Không nhìn thấy hết được. Cái này phải là đi thuyền vào nhá. Đúng không? Những người nào phải có kinh nghiệm. Cái này là phải kinh nghiệm. Cái này phải có thuyền mới đi được vào sâu vào bên trong. Kinh nghiệm rồi đấy. Chỗ này rộng lắm. Cái này mênh mông luôn. Cái này mà không có cái hang này không có định vị là không khả năng không đi được. Là không đi được, nhiều hạt đường luôn. Ai vào nhưng mà đây quá đẹp luôn các bạn. Đây để check. Mấy nghìn nào cũng được. Đẹp luôn các bạn, đỉnh luôn. Hàng này đúng là đẹp nhất luôn. Không có hàng nào đẹp bằng hàng này. Bên trong nhiều mới đẹp đúng không? Mang chưa vào hết được. Cái này đúng là cần phải được bảo tồn. Phải được bảo tồn đấy. Nguyên bản luôn. Cái này trang trí đúng không bao nhiêu đây mà có cả bóng điện này mới làm luôn mấy cái máy đỉnh luôn. Wow. Bên này còn đi rộng lắm, đi còn lâu mới hết hàng này. Ông lô này ngày trước cũng hát vào đây đẹp đấy. Từ 6, từ 3 giờ ông vào mà đến 8, 9 giờ đêm ông tìm được giường về. Đẹp. Con chú mà đến 9 giờ đêm tìm về. Đi vào đây ăn cứ để. Một mình ông thấy giường rồi đến cũng ngồi ra. Mà anh em cũng phải để điện của mình nhá. Có tầm mà đi đâu nhá. Có sao? Hả? Đèn nó ra. Ôi giời. Đẹp luôn. Đây là những cái con chuột nó ở trên này thắng nhé. Sáng hơi kẻ một tí. Đúng rồi.
Quá. Đẹp quá, đẹp quá. Chụp đây thôi, phải chụp đây thôi, chỗ này VIP đấy. Chỗ này VIP đấy. Chỗ này được đấy. Anh xin có máy chưa? Anh kiếm cứ bắt xem nào. Quá đỉnh luôn. Tất cả anh em cứ ngồi đây chụp kiểu này. Tí mà chú Thắng cứ quay thôi. Nào. Ngồi nhau kiểu vòng cung nhá. Đây ngồi nhá. Đi vào góc này đây chú Thắng ạ. Pin đi tắt đèn. Đây, taxi dù ở đây chơi một mình nhá. Các bác cứ đi đây. Taxi dù ngồi ở trong hang hốc này không tối om chơi một mình. Đấy. Ở trong này rất chi là đẹp nhá. Đẹp. Đẹp mà nó rộng. Đẹp mênh mông. Anh không đi đâu, anh ở đây thôi. Càng đẹp. Mẹ có cửa hang nó tí nhỉ. Trong này cực kỳ sâu luôn. Đẹp mỹ mãn luôn. Rồi. Không biết ra chỗ nào, tối om nhờ. Anh em mình chả nhìn thấy mặt nhau đâu nhờ. Đấy, lờ mờ đâu đúng không? Thôi ta ngồi đây ta nghỉ cho nó mát. Quá đẹp luôn nhờ. Có điện. Chỗ này. Chỗ này nó làm cầu ấy nó bắc sang. Đấy đúng. Cái chỗ nào vực sâu sâu. Chỗ nhìn đi này để này mình đi là quá nguy hiểm. Nó không phải làm cầu sang. Đúng rồi. Tức là đi theo men không thì như kiểu là làm mình tạo một đúng con rồi, đường ấy. Tạo một con đường. Chỗ nào vực thì bắt đầu qua. Đấy. Để ngắm nó xong. Quá đẹp luôn. Chu linh tinh thôi, gọi là chu linh tinh. Rồi. Mình gọi là thám hiểm cái khu vực hang động, đi thám hiểm xem, nhưng mà cũng có nhiều chỗ những cái độ nguy hiểm là anh em mình xuống là hơi bị vất một chút. Đây như ở chỗ này là không dám xuống à? Nhìn như này chân tiên sự ngắn xuống thì cũng xuống được ấy, nhưng mà chân nó ngắn. Thôi không. Ta không ưa mạo hiểm à? Cái này ấy, bây giờ là phải lấy cái lục về thông cái chỗ kia ra người. Đây đây phải không? Chỗ này là bắc bắc cầu trên sông kia. Hoặc chỗ này làm kiểu... chỗ này làm cái bậc cầu thang trong kia. Bây giờ để cầu thang xuống ai thích thì xuống. Ai thích xuống thì xuống. Đường ok. Ngắm cảnh. Ồ. Thật sự trong này là tối om, thực sự chỉ có ánh đèn là soi lờ mờ thôi. Nên các bác không nhìn thấy được rõ gì, có gì các bác thông cảm nhé. Taxi này là mất phương hướng, là gật gù ngủ luôn tại đây được một giấc rồi. Đấy. Bây giờ mấy anh em ấy ở bên trong hang ra. Wow. Được đấy. Gật gù ngồi chỗ nào cũng ngủ được. Nó gật gù. Đây này bọn đấy. Wow. Tương đối rồi. Ồ. Ý là kịp chưa? Có như là đi vào trên đó là chưa hết đường hả? À dạ. Nhưng mà ở trong đó là có suối lội hả? Từ đây vào bên trong kia chắc có xe một mấy mét. Ý là có đá hết chưa? Nhưng mà cứ đi theo suối lội không à? Vậy đây là thế thôi. Đấy. Đây cứ lên theo đường cũ này thôi. Đây taxi đón trên này rồi, taxi gật gù đón trên này rồi. Anh em ơi, cố lên đến chỗ taxi rồi dù rồi. Lên đây điểm danh quân số nhá. Wow. Taxi mau đến đây.
200 m nữa anh ạ. À. Từ đây vào 200 m. Nhưng mà vẫn chưa hết đó. Chúng ta cho tiền đầu tư nhá. Đây đây đây. Đến đi. Em cũng lại rộng, em cũng lại rộng mà. Ồ. Thằng bé này bút que của bác ở đâu rồi? Không không không, xách hộ cái đèn đi đây. Ra kia xách hộ cái đèn đấy. Xách hộ cái đèn. Lại tung tắc nha. Tung tắc đi về nha. Từ từ chờ anh em nào, mấy bác ơi, từ từ đã, chờ đã, dừng lại đi. Tí là lạc đường đấy. Tí lạc đường không biết đường đâu. Đây rồi. Rồi, cuối cùng tiện sự xin kết thúc video tại cửa hàng. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Mời nó.